chính xác cái này đấy luôn, trách nhiệm của nó nên nhiều năm qua ta sống như một kẻ ngông cuồng vấp ngã lôi cuốn ta, màn đêm đang buông xuống xa đoà vết trượt dài bạn nó vây lấy mày ở đấy nhá, cho toàn với bà thằng toàn này là nó đưa bà phát là cho mày biết từ nào luôn nhá. Ai tích ra ngoài kia tao mày thì bạn cứ đợi toàn đón bà rồi biết rồi đợi bà mà nó cứ muốn má ơi bà về rồi. Ba về rồi. Ba ơi. Đây rồi, nó ngồi đây rồi. Ba. Cô mày con chua ai mà này cút luôn bà. Thằng Toàn nó đi đâu? Nhá. Cô đi đâu? Đâu bà đã nói rồi, ba bảo là đúng hai cái thằng này lấy đồ của bà. Chúng mày cứ bên đi đâu? Mày cứ bên nhau. Cái gì chả đúng mà sao? Đúng. 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 Đến giờ này mày cãi được á? Mày lo lo em bà, mày đi bà cái gì? Em chả nói gì. Mày nói gì vậy? Em nói như thế. Sao bà biết đúng rồi? Bà biết đúng rồi. Chính xác con này nói luôn, trách nhiệm của nó nên. Mày bắt đầu làm mà bảo á, chúng mày cứ che giấu với nhau cả. Nó đi được chạy hô lối mày. Mày bảo là con cấm cái lông đấy. Đến giờ này đừng bệnh làm gì. Hôm cho ai đại. Mày bắt đầu rồi. Mày bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Mày. Mày là cháu bà nhưng mà mày bênh chèn bênh chúng nó thôi. Bênh bà phải hiểu đâu. Ba chỉ bà ba tiền đâu. Bọn tao là có lấy đâu mà. Nó không nói gì, ba khẳng định 100% là hai thằng này. Đấy bà vừa bảo nó nói xong giờ bà bọn này nó lấy nó là không ra tiệm vàng. Thì ba nói thẳng luôn là tao thấy hai thằng này vào trong phòng bà. Bà nghi ngờ là kia. Mày tao mày với ai? Chả nó thì còn ai? Tao chúng mày tao với mày đừng có láo ai có bà đây đánh đi này hôm nay nhá hôm nay bà đuổi hết hai thằng tất cả bọn này đi thằng này cũng đi hết cũng như vậy như nào như nào đánh đi còn hai thằng đá bò nữa bà đứng đây đánh đi mày nói mày cái gì đây em chỉ bảo em thấy gì nói chẳng nói bà em bảo ba chỉ vàng bình lõi mày bảo bọn mất thế không biết ai lấy chỉ có hai thằng này cãi thôi. Anh em bố mày đéo hai ba hả? Hôm trước mày chưa nói bà bảo hôm trước con mày đạt thấy hai mày đéo vàng ấy. Ngày đầu tiên bà bảo là thích đây. Thích đây. Anh em nghĩ từ hôm đầu thì không bà. Chỉ có chúng nó ai tao nhìn ra biết rồi. Rồi sao làm gì còn gì đâu? Nó chắc nằm nhiều. Này toàn này, mày nói gì tao đéo vào. Toàn này, mày giỏi cái trộm cắp tao giúp mày. Tao giúp mày. Mày ở đây tao hôm mày đánh thằng Tuấn và đấy giúp tao cho nó cút cút rồi hôm qua ở nhà mấy ông ấy chói ở quan vào cột ấy kìa chói con kia là cút có hôm qua mày nói tao rồi nha chúng mày ấy thôi đấy thấy chưa đây nhà ai đấy mày lấy ấy vừa thôi đuổi hai cái thua biến biến này không biết ai biến đâu không biết là cho chúng nó biến hay là chúng mày biến có làm gì mấy đứa đi được rồi đó là làm gì bây giờ nhá
đồ của ba, vàng của bà ở trong nhà mà mày không giữ được, mày để cho chúng nó lấy của bà thì chúng mày không biết. Nhưng bọn con chưa lên nhà. Ngày mai là rồi, chúng bà mày. Bà không muốn nói như thế. Hai ngày bây giờ có thể trên này. Từ ngày ba tuổi con này lên nó cầm gì có lên được nhà đâu. Chúng cứ gì bà bảo lấy bà. Chính mắt tôi thấy không phải bà. Thế bây giờ? Thế là hai chúng mày. Thế bây giờ? Mày đuổi luôn. Mấy cái thằng này chúng mày có thích đánh nhau không? Thì hôm nay bà đuổi luôn. Con phải đánh nó. Thích đánh nhau không? Thằng này chúng mày thích. Hả? Mày nói gì bà? Bà nhìn nó gọi người đầu ấy. Thôi. Mày đi đường mày nói gì bà? Mày ngay. Bố tao đuổi hết bọn mày đi về. Có phải bà đuổi không được? Đi. Nhưng mà bà phải xem lại chúng ấy. Mày có cút này hết rồi. Mày đạp loạn đấy à? Hả? Có bà nó thả này bà. Bà có chủ à? Mày đạp loạn hả? Bà đuổi đi bà. Bây giờ bà cho bà cút ra của nhà luôn đấy bà. Bà nhìn đâu? Một đống thằng lên đánh bảo rồi. Đánh ai? Đánh ai? Đánh ai đâu? Mày đuổi thôi. Về đây. Chuyên bố đuổi. Thằng nào đi phải đi dài đi lại đó. Nó lấy đồ không kìa mày cả. Bà ơi! Bà chém! Mẹ ơi! Cái này bà đuổi nữa. Đang cầm đồ ăn thế làm gì? Anh cũng một đấy. Anh ơi! Bà lấy đây! Bà ơi! Xe không ai chụp quá đi! Đấy! Anh cầm mấy chụp quá! Bao nhiêu? Mày! Bố đâu? Nước mắt sao được đời đàn nhá. Thế này chứ Để bà đây không phải là của mày. Tao cho mày 5 phút để mày. 5 phút để mày. Mày làm cái gì mày phải cho tao 5 phút. Đấy. Nó không bảo gì bà sao bà về bà nó đầu tiên là bà nghi ngờ hai thằng này rồi. Chả nó bảo gì ai rồi. Mồm mày xuyên trước. Từ lúc bà đuổi bọn con chưa bà đuổi bọn con chưa bà đâu. Lúc bà xin lỗi hôm nay.